Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Đức lần thứ 7 nhiệm kỳ 2024-2029 vừa được tổ chức thành công. 216 đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội và cá nhân tiêu biểu khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện tham dự đại hội. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Châu Đức đã xây dựng 225 mô hình hỗ trợ cây con giống và tư liệu sản xuất với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, vận động được hơn 15 tỷ đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo, xây mới và sửa chữa 242 căn nhà đại đoàn kết, thực hiện chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Đức đề ra 6 mục tiêu cụ thể và xác định 2 khâu đột phá gồm giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, 100% khu phố thôn ấp trên địa bàn huyện, giữ vững tiêu chí không còn hộ nghèo. Đại hội đã hiệp thương cử 63 thành viên vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 7. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Đức tặng giấy khen cho 11 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.